Xin chào các bạn, các bạn quay trở lại với Unfast Computer. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip. Nhân tiện ở đây thì tôi có khá là nhiều cái mainboard từ Android. Chúng ta sẽ có từ Z370 rồi là H370 rồi là B360. Thì chúng ta sẽ nói về các dòng chipset của thế hệ Coffee Lake ngày hôm nay. Bởi vì hiện tại thì sự khác biệt giữa Z370 cũng như là H370 thì nó sẽ không có nhiều lắm, và khiến cho những cái bạn mà muốn tự build PC ấy, khá là rối bời khi mà chọn xem là đâu mới là mainboard phù hợp cho mình thời điểm này. Thì video này thì tôi sẽ giúp các bạn giải thích điều đó. Hãy cùng vào video này nhé. Và hiện tại thì Intel đã cho ra mắt đầy đủ các dòng chipset cho CPU thế hệ mới Coffee Lake. Và hiện tại chúng ta sẽ có H310, B360, H370 và Z370. Thì ở đây nó sẽ lần lượt từ dòng giá rẻ cho đến cao cấp. Và tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái mainboard phù hợp cho cái bộ máy tính của mình. Ở đây chúng ta sẽ có H310 là dòng giá rẻ, và nó sẽ là cái dòng rẻ nhất, chỉ có giá khoảng từ 1.7-1.8 triệu đến khoảng 2 triệu gì đó nếu mà các bạn mua ở Unfast. Thì chúng ta sẽ có những cái tính năng cơ bản của một dòng mainboard. Còn nếu như các bạn muốn một cái tính năng cao cấp là Epsung rồi là RAID thì các bạn sẽ hãy lựa chọn đến cái dòng cao cấp nhất, đó chính là Z370 ở đây. Tuy nhiên ý, thì năm nay câu chuyện giữa các dòng tầm trung cũng như là cao cấp thì nó có một cái điều khá là đặc biệt. Đó chính là năm nay Z370 được ra mắt khá là vội vàng, còn các dòng như là B360 cũng như là H370 thì được chuẩn bị kỹ hơn. Vì vậy, các nhà sản xuất đã tích hợp rất là nhiều tính năng cao cấp dành cho những cái dòng tầm trung như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có một câu chuyện là nếu như các bạn không cần những tính năng cao cấp như là Epsung hay là RAID thì các bạn cũng có thể lựa chọn được những dòng tầm trung như kiểu là H370. Còn nếu những bạn đặc biệt muốn Epsung CPU của mình lên thì chắc chắn các bạn sẽ phải lựa chọn dòng cao cấp này rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết những cái bo mạch chủ này nhé. Chúng ta sẽ nói về mainboard cao cấp nhất, đó chính là Z370. Thì nó cao cấp bởi vì sao? Bởi vì nó có tính năng cao cấp. Chúng ta sẽ có khả năng Epsung, chúng ta sẽ có khả năng RAID. Và nếu như các dòng kia thì tỷ lệ RAM sẽ thấp hơn, thì chúng ta sẽ có thể lên 64GB RAM ở con Z370 này, và khả năng bớt RAM của nó lên tới 4000 nếu như các bạn OC. Ngoài ra chúng ta sẽ có thể chạy nhiều card đồ họa bằng tính năng AMD Crossfire cũng như là SLI. Và đó là những tính năng cao cấp của dòng Z370 này. Cộng vào đó thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp mắt, hầm hố và được nhà sản xuất chăm chút. Nếu bạn không cần những tính năng cao cấp như là Epsung hay là RAID thì bạn không cần thiết phải lên Z370 đâu. Bởi vì ngay cả cái mainboard là H370 thì nó đã có cái tính năng RAID rồi, chỉ có B360 là không có thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ vẫn có một cái thiết kế khá là đẹp mắt, hầm hố và nhiều màu sắc đến từ nhà Aorus. Ở đây chúng ta vẫn có một cái đầu chim và nó sẽ có đèn LED RGB khá là đẹp khi mà các bạn kết hợp với RAM cũng như là đèn LED ở trong bộ case của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái điểm hơn Z370, đó chính là một cái thanh mica. Và ở đây chúng ta có thể thay cái thanh mica này và khắc cái tên của mình lên trên đấy để có thể một cái ấn tượng riêng, một cái điểm nhấn riêng dành cho các bạn khi mà sử dụng bộ tay của riêng mình. Vừa rồi thì mình đã phân tích về chipset cũng như là mainboard với những cái dòng cao cấp cũng như là tầm trung, nó có những tính năng riêng của nó. Thì vì vậy nên là các bạn muốn mua mainboard ấy, thì các bạn hãy dựa vào túi tiền cũng như là những cái nhu cầu của các bạn để lựa chọn cho mình cái mainboard phù hợp nhất. Và nếu như các bạn đã ưng rồi thì hãy nhanh đến Unfast và chọn cho một cái mainboard. Các bạn có thể tham khảo những cái mainboard của Aorus ở đây, nó thiết kế khá là đẹp mắt và thực sự thì đèn LED của nó rực rỡ và nhiều điểm nhấn. Còn bây giờ thì video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.